Dạ, thế là hôm nay đi may mắn được cây mai đột biến này. Đây, đầu năm hôm nay mình vốn nhà mình đi mua cây mai lấy lộc đầu năm đấy các. Đây là những cây mai vàng gốc tứ quý. Tứ quý được ghép mai vàng bông to nhỉ? Mai dạo gân. Này là mai dạo gân. Giống hồi đó thôi nhưng mà một dạo gai nó dữ hơn nữa, mai dạo gai ghép rồi nó chết. Cái này là giống của mai dạo gân à? Của quan chức mi hồi xưa ở quận 12. À, cái này là mai vàng mà ghép vào cái gốc tứ quý này là nó mới bền không? Bông to nhỉ? Giống to, giống bông nó to. Đây cái này, bông nội nó chụp tới vậy nè. Dạ. Với là cây này nó bó. Cái này giờ về có phải cắt cành gì không anh? Không có luôn, mà để luôn, về luôn, qua năm nó tạo nó lớn ra nữa. Dạ. Thì là em về còn thay chậu thay trước gì không? Hay là để nguyên chậu về luôn? Vâng. Vậy phân này hỏi chủ vườn coi chủ vườn có phân gì cho vô luôn đi. Dạ. Đây nhà bác rất là nhiều ấy các bạn. Đây là các bạn muốn mua mai là hỏi hỏi tên bác gì đây anh Tùng ơi? Bác Khiêm à? Bác Khiêm ấy, hoặc là các bạn tìm Tín bonsai nha. Ở gần nhà máy nước khoáng La Vi, thành phố Tân An, Long An đấy. Ngôi nhà cũng rất là đẹp. Ngôi nhà phong cách người Nam ngày xưa. Dạ. Ông già xưa ông Tổng mà. Vâng. 45 mẫu nè. Dạ. Chạy dài xuống sông Bảo Định luôn. Rồi dạ. Trong kia nữa. Dạ. Dạ. Khắp vườn ấy, chỗ nào cũng... Vườn mai vàng bông rất là lớn. Bông to lắm. To mà nở rất là bền. Lâu. Những cái gốc này hoàn toàn là những cái gốc mai tứ quý hết các bạn. Phía bên này là mai trồng để lấy bò à? Dạ. Yeah. Những cây mai vàng gốc của nó đây. Bông to, nhìn so sánh với cái bàn tay của mình các bạn thấy. Về bên nhà anh Tùng còn có mai xoắn nữa cơ. Bông mai có mùi thơm nhẹ nhẹ. Nhìn những cái cây mai này nhìn rất là đã mệt quá. Dạ. Này cánh kép như kiểu là cái này phải mấy chục cánh hả anh? 36 cánh hả? Đại lộc ghép tứ quý. Dạ. Bông nào nhìn cái chùm của nó này, ra từng chùm luôn, bông rất là đậm màu luôn đấy. Nhiều cánh. Này lấy cây ngoài kia anh thông chất lên xe chưa? Cây này là gì anh? Cây này này. Cái đó mai thường chị mai sẻ. Mai sẻ này có 5 cánh à. Vâng. Tại thấy rất đẹp nè. Vâng. Lấy cái gốc thôi chứ còn nó mai thường. Dạ. Mai sẻ. Dạ. Cây đó cũng mai sẻ. Vâng.
Nhìn thấy cái gốc đẹp. Đó. Mấy này con lại. Ừ mấy này con nè. Con mà cũng chảo cũng ừ, con chảo có tóc con lửa mà. Đó. Gốc đặc luôn á. Nè. Hôm nay thầy lấy nghiên cứu mớ hộp về bao nhiêu đó. Này đi du xuân là gặp vườn mai này là nhất rồi. Hai con đó. Dạ sao anh giao em mấy cây dữ á. Rồi bây giờ là ăn Tết xong rồi, Tết xong tao tiến, tiến là cho con hết luôn. Tiến xong tôi rồi vô phân. Rồi ra ra phụ. Trời ơi, phiên cái. Ở chỗ nó nói được không? Thôi được rồi. Đầu năm xuất hành xa đi mua cây mai lấy lộc đầu năm. Cái không? Cái mấy con à. Này giống để lấy bo để ghép này hả? Cái con luôn á, lấy cái hạt xả lấy cái con bông. Dạ. Dạ. Có vườn giống như này thì lo gì vườn mai to không VIP nhỉ? Chắc mua, trời. Con mua cây mai này quá thầy. Anh ơi cây này là cái gì mà bông dữ vậy trời, giống gì đây? Cho mấy con. Đó, cây mai cái này mới mua. Mai này giống cái mai này mai trâu nè, mai trâu. Mai trâu à anh? Bông to thế. Bông to rất là to, hồi xưa thím này lắm, lâu lâu mới có. Dạ. Để lát mình cắt cây. Bao nhiêu lâu năm mới có, nó gọi là mai trâu, có người gọi là mai. Cái này có hạt không? Có hạt nè. Không lên. Hạt gieo không lên à? Có hạt mà gieo không lên, cái này bây giờ về chỉ lấy bo để ghép thôi à? Lấy bo giống như là đột biến ra thôi. Dạ. Đó, ngon rồi đó. Nè, giờ có cây tứ quý nó không cắt cụp mấy cành này. Dạ. Về lấy bo này đóng vô liền. Đây đây là nghệ nhân Hồ Tấn Tùng nhỉ. Nay nhà mình đi xuất hành đi xa là đi thăm anh Tùng đấy. Mình xuống vườn. Giống này ok phải không? Có hạt mà gieo hạt không lên. Chỉ có trồng như vậy rồi lấy bo để ghép thôi. Trồng dưới đất là lên nở luôn, cây lớn luôn là nó hiếm lắm. Dạ. Cái riêng của nó. Này để ở làng mai này thì có quý giá chứ đưa về nhà em thì lại mỗi lần đi lấy bo xa quá. Để ở làng mai này là nó sẽ sinh ra một đống con. Dạ. Là lấy mình lấy cái giống độc quyền mình luôn. Dạ. Để hỏi ổng coi. Thôi vậy thì để nói bê lên xe luôn đi. Ở cái cây này bán nhiều. Cây con nè. Đây. Là hạt tặng. Đây hả? Vâng. Để trồng để... đất luôn. Mà ai lấy? Em. Nó lấy cây trồng xe bột đất luôn. Ủa nghị chị 5 tỷ thôi. Ủa thế này lên xe ngay. Lên xe. Dạ. Lên xe luôn đi. Lên cái bộ một thước như này. Dạ. Trộn xe vừa cho trấu dưới đất. Dạ. Ở nhà em có chục trồng cây kìa. Trồng lên thoải mái, cho nó lên thoải mái luôn, càng bự càng tốt. Dạ. Nó để nhổ cái cỏ ra để kì. À, để ngoài. Dạ. Thở nhổ thầy ơi. Giữa nhà. Thở, thở. Dạ. Thở nhổ. Đây 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 đây. Trời ơi đầu năm rước được cây mai quý về đây. Anh nhớ tên của nó là cây mai châu nha. Này biết đâu về nhà em nó lại có hạt em lại gieo lên sao? Không, cái này có hạt mà. Đây đây đây. Cái này bằng cái cây nãy luôn á. Cây này nhỏ nhưng mà giá trị ghê. Bông nó to, ô, bông nó to. Chỉ không nghĩ chỉ 5 thị. Bông nó to lắm anh ơi. Bông lớn. Bốn người lên. Đừng có hỏi, đừng có nói gì nhiều á. Mẹ nói nhiều mệt lắm. Đừng có nói vào. Dạ, mất cây rồi. Bông này to thế nhỉ? Không làm bông đó. Là bà lấy bông đó ghép luôn đấy hả anh? Đó, bà ghép. Dạ, đây là tứ quý ghép mai châu hả? Đầu nãy là cây nãy thôi. Thế cái này? Này thứ cây của mình nè. Mình lấy cái lá tại vì cái cũng dạo gân nè, tại vì nó sung. À. Mai dạo gân. Có cây nào xoắn đây không? Xoắn không có chị. Dạ, xoắn là có bên anh Tùng có một cây thôi à? Đại Lộc kìa, đó, có Đại Lộc 2 cây trước á. À, Đại Lộc kia cũng có một cây Đại Lộc nữa. À. Mai Đại Lộc 2 cây để đầu nhà đó. Đây, cây, dạ. Nhưng mà hổng, tôi ghép đây nè, dính nè, gà nó kẻ nhảy. Dạ.
Cái này là hôm nay đến nhà dạ anh Khiêm, người Nam đây, gốc Nam à. Đây gặp à. Dạ con chào bà còn nhớ con không bà? Dạ. năm ngoái con có tới vườn bà nè. Dạ. Đấy, chúc. Dạ đúng rồi. Dạ năm ngoái con chúc tuổi bà nè. Dạ. Đấy, năm nay con cũng xin được chúc tuổi bà, cứ mong mỗi năm mà con tới thì con lại được gặp bà, lại được chúc tuổi bà hoài. Dạ. Dạ con dạ được đấy nhưng dạ dạ con cảm ơn bà, con mong còn tới nhiều chúc tuổi bà được nhiều lần nữa. Dạ dạ được khỏe không có bệnh vậy. Dạ dạ còn nhớ kinh kệ còn không vâng không nghe chỉ nhớ còn vâng còn minh mẫn quá. Từ năm ngoái đến giờ mà bà gặp con dạ đúng rồi chính xác ạ. Dạ dạ lâu gặp quá ha. Dạ. Năm mới có gặp lần. Thì một năm con cũng bận công việc ấy. Thì cũng lâu lâu mới ghé được. Dạ. Đây xuống thăm vườn mai của anh mà mê quá. Dạ. Đây mai lên xe ở đây các bạn ạ. Cái này về nhà nó có còn hoa không? Còn đúng nhưng mà còn vẫn còn. Không sao đâu. Đó, hoa lại dài lắm. Nó hoài mà còn xanh lè mà. Em hôm Tết nè. Hôm Tết chở cây lên trên kia cũng thế, phải bọc lại á. Chở cây đi tặng. Đẹp quá, nhìn mấy cây mai mê quá. Rồi. Có được cây quý rồi. Cây mai theo tiếng của người miền Nam là may mắn đấy. Dạ. Dạ, may mắn. Cái đó là quan trọng nhất đó. Dạ. Dạ, đây có ông chủ giới thiệu rồi. Năm ngoái em cũng có ghé vườn lần rồi. Dạ. Đột biến nữa hả? Cái lá bự chào bá thấy không? À. Lá to bông to. Đẹp lắm thầy. Đấy nốt nhạc các bạn dài thay đất đó sẽ có dạ. Mà tôi ghép qua tháng rồi. Vâng. Tứ quý thì trên em đang còn. Dạ. Dạ. Nên là hôm nay đi may mắn được cây mai đột biến này. Bông to lá to hả? Với truyền thống nó gọi là mai châu á, mai trâu á. Vâng, mai châu. Dạ. Châu bò đó. Đúng rồi. Nó lớn á, mai châu. Giống kiểu lai châu á. Dạ. Thôi chạy ngay cho nó ra kìa. Rồi. Chuẩn bị lên đường thôi. Dạ, kiếm cây may mắn về. Rước được may mắn về nhà đây. Đẹp quá. Rồi, tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, cây mai vừa về đến nhà rồi đây. Vượt hơn 100 cây số từ thành phố Tân An, tỉnh Long An về đến thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mà cây vẫn còn vàng rực rỡ như thế này đấy các bạn. Khi để lên xe bán tải rồi chất lên xe về đến nhà, mình thấy chất lên xe khi bắt đầu xe chuyển bánh ấy, lăn theo gió nó thổi từng đợt mai, cánh mai nó chút theo chiều gió nhìn thì rất là đẹp mắt nhưng mà cha ôi tiếc. May quá về đến đây nó vẫn còn vàng rực rỡ như thế này đây. Đây là cây mai rảo gân các bạn ạ. Đây là cây mai rảo gân được ghép vào gốc của cây mai tứ quý.
ngày hôm nay đi trên vườn mai về thì mình đã biết được một điều rằng là cây mai nhìn như vậy thôi nhưng mà rất là nhiều giống các bạn. Đây là giống mai giảo gân. Đấy, nó các cái mắt bông nó nhập sát vào nhau như thế này và bông nở thành từng chùm đấy các bạn. Ngoài ra thì còn có mai giảo gai nữa nhưng mà mai giảo gai thì ghép rất là khó. Rồi còn có mai xoắn nữa. Đấy. Rồi mai vàng 5 cánh, mai vàng 16 cánh. Rồi mai đại lộc, mai cúc và một số các loại mai thì có mùi thơm nữa các bạn ạ. Hôm nay mình học được cái bí quyết lớn nhất đó là khi đi mua mai ghép ạ thì là mình mua cái mai ghép vào cái gốc này các bạn. Đây là cái gốc của cây mai tứ quý. Gốc của cây mai tứ quý các bạn. Cây mai tứ quý thì hoa nó không được rực rỡ, không được đẹp nhưng mà nó có cái sức sống mãnh liệt đó các bạn. Nó khi mà sức sống mãnh liệt như vậy nó hút được nhiều nước và muối khoáng lên để nuôi cây thì những cái cành mai ghép này chúng ta nhìn thấy nó rất là lực. Vì vậy mà bông nó to. Đấy, khi mà mình ghép các cái giống mai vào thì cái bông nó sẽ to hơn, sắc hoa nó sẽ tươi, nhuận hơn. Và đặc biệt là cái độ bền của cái cây mai này nó được lâu hơn các cái loại mai khác. Khi mà mình ghép vào cái gốc mai vàng thì cái cây mai, các cái cành ghép của nó rất là dễ bị chết. Hoặc là nó bị sùi, bị phình ra như thế này này các bạn. Bị sùi ra, độ bền nó không có cao. Đó, mình mua được cái cây mai này mình cảm thấy rất là vui các bạn. Đấy, nhìn tổng thể của cây mai tuy là cây ghép nhưng mà cái người nghệ nhân này người ta ghép rất là khéo á. Các bạn nhìn thấy nó vẫn có cành ngọn và các cái cành thân, không có nhìn thấy rõ cái cây mai bị cắt cành đi đâu các bạn. Nhìn mình rất là ưng ý với cái cây mai này. Còn đây bạn nhìn thấy cái đây là cái cây mai vàng năm ngoái mình mua ở Bến Tre đó các bạn. Đấy, cây mai này thì có hoa rất là thơm nhưng mà cái độ lớn của cái bông á, thì nó không có được bằng cái cây mai ghép như này đó. Nhưng mà mình cũng rất là yêu cái cây mai này đây. Năm ngoái nhiều bông lắm mà năm nay cho tới mùng 4, mùng 5 Tết rồi cũng vẫn còn rực rỡ các bạn. Còn đây là cây mai trâu đây. Sở dĩ buổi chiều như anh Tùng huyền thoại nghệ nhân bonsai các bạn chia sẻ là bởi gọi nó là mai trâu bởi vì cái bông của nó rất là to. Đấy, chúng ta nhìn thấy những cái nụ của nó to, to lắm, rất là to các bạn này. Và đặc biệt là lá của cây này. Đấy, lá của cây mai to muốn như cái bàn tay luôn đó các bạn. Mình lấy cái giống này về hy vọng rằng là nó có hạt. Thì chưa chắc là gieo hạt mai ấy, nó đã ra được những cái cây mai giống như cây mẹ đó các bạn ạ. Bởi vì đây là hình thức sinh sản hữu tính á, thì cây con của nó sẽ có thể giống cây mẹ hoặc là không giống cây mẹ. Vì vậy mà mình sẽ sử dụng những cái bo này và mình sẽ nhớ là ghép vào gốc của cây mai tứ quý. Ngày hôm nay mình đi mua được cây quý về đầu xuân, may mắn, mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn đầu năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Khai trương thì hồng phát đại lợi. Cảm ơn các bạn.